ở Việt Nam ở góc phải không? Vâng, và xin chúc mừng Nguyễn Anh Tuấn, người thứ hai của đội tuyển Việt Nam đã ghi tên mình ở vòng loại trực tiếp 64 người. Vâng, nhưng mà má mở thì cũng là có. Và nếu mà nó không va chạm với bi số 6 thì nó phải nhìn được con bi số 4 ở mép con bi số 5 cơ. Để xem nào. Vâng ạ, vẫn là phải va chạm với bi số 6. Của Billy Thom, anh va chạm vào bi số 6 và ra một góc bi đánh còn đẹp hơn là không va chạm. Chứ tình huống đó mà va 6 rồi bi chủ nấp đằng sau viên bi số 5 thì thực sự là khổ. Vâng, và nếu trong trường hợp không va 6 thì rất có thể là còn đường ăn. Không sao, tất cả mọi sự đều là mới khởi đầu. Mong là Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta vẫn giữ được sự bình tĩnh. Billy Thorpe thì vừa trở lại cách đây không lâu. Rồi. Cú lắc lỗ đến từ Billy Thorpe. Thêm một chút thông tin về kích thước lỗ thì kích thước lỗ năm nay là 4 inch. Là sẽ rơi tầm khoảng 10,12 cm. Và người Việt Nam chúng ta thường gọi đó là lỗ 10.2. Tuy là đó là một bi khó nhưng đường tự nhiên sau khi ăn con bi số 8 ra con bi số 9 là có. Thật ra con này cũng chỉ cần ăn thôi. Vâng ạ. Vào bị hơi dày. Không thủ chết được địch thủ thì chúng ta còn tâm lý còn mệt hơn. Chính xác rồi. Những cái... Và cảm ơn sự ủng hộ tất cả các bạn. Tuy nhiên thì tôi vừa rồi tôi lên Facebook tôi xin lỗi các bạn, tôi lên YouTube của Matchroom thì thấy có một vài những bạn Việt Nam. Vâng, Billy Top đánh trượt con bi số 9 nữa rồi, cực kỳ khó tin đấy ạ. Vâng, nhưng đã ra ngắm má thì có vẻ là muốn công rồi. Vâng, tôi đã nghĩ là anh Tuấn đã quá chán với việc phải đánh thủ rồi. Quá hay. 1-0 cho Nguyễn Anh Tuấn, thưa quý vị khán giả. Và trên màn ảnh là Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh là Tuấn Con. Ở cái thể thức 9 bi xếp cao và đặt bi chủ tại khu vực break box như thế này thì cái việc đó là hoàn toàn cần thiết. Cảm thấy là hai cơ thủ cái tốc độ đánh nó bị nhanh lên. Mà trong khi đó đây là một trận đấu không tính thời gian. Và có lẽ là Nguyễn Anh Tuấn nên chú ý về cái điều đó nhiều hơn. Có vẻ như là những cái đường cơ của Billy Thorpe thì đi trên bàn này thì nó mở rồi, khả năng cao sẽ là một đều mà thôi. Vâng, anh Tư Minh nhận xét rất là đúng. Bình thường thực sự là Nguyễn Anh Tuấn đánh cũng rất là nhanh chứ không phải đánh chậm. Thế nhưng những cú nhanh vừa rồi của Nguyễn Anh Tuấn đâu đấy cảm giác không được chủ động. Vâng, những con đẩy nhiều lực thì thường độ chính xác nó bị kém đi. Vâng, nhưng mà không có sai sót nào cả. Đúng là một cú đẩy ba băng. Đấy rồi! Billy Thorpe như anh Tương Minh nhận định đánh rất nhanh, không suy nghĩ gì cả. Vâng. Và một những cú đánh nhanh mà thiếu chủ động thì rất khó để đạt được sự chính xác. Xin chào bạn Tiểu, có tên chữ tàu tôi không thể đọc được, nhưng mà Thiện Lương thì hiện tại đang chuẩn bị. Vâng ạ, con này thì thủ thôi. Con này nhịn đi ạ. Vâng, nhưng mà anh Nguyễn Tuấn bảo là không. Vâng, đây rồi. Anh em có thấy may mắn không ạ? Quá là may mắn khi mà đánh từ con bi số 8 nó va vào con bi số 9 ở góc độ vừa rồi. Gặp cơ thủ nước chủ nhà Thomas Copeland. Chúng ta một việc là nếu không tập trung vào một mục tiêu thì rất khó có thể thành công. Rồi luôn. Vâng. Vâng, anh Lê Nguyễn vừa nói dứt câu xong. Có lẽ là do Billy Thorpe là người Mỹ cho nên là không hiểu được anh Lê Nguyễn đang nói gì. Chứ còn Nguyễn Anh Tuấn thì may, rất may là trước khi ra gậy là kịp nghe anh Lê Nguyễn nói.
anh Tuấn, cho dù chúng ta cách nửa vòng trái đất. Vâng, nó là gửi tín hiệu lên vũ trụ và vũ trụ truyền đến cái cơ thủ người Việt Nam này. Đường tự nhiên nó đã ra con bi số 5 luôn. Quá xuất sắc, đường bi đi thẳng tốt tuần tuột. Vâng, nhưng mà vào bộ phải nói là hay nhất ở Việt Nam đến giờ, và những bi này có lẽ không làm khó với anh Tuấn được. Vâng, nhưng mà má này là sượng rồi. Nguyễn Anh Tuấn, nhưng không sao. Vâng, chém mỏng chưa bao giờ là vấn đề đối với cả Nguyễn Anh Tuấn cả, mà đấy gọi là sở thích. Vâng, nhưng mà bạn có thấy tình huống va mom không? Va mom để điều ra con bi số 7. Cũng rất là may mắn. Vâng, con này thì đè ngang ra rồi ăn 8 lỗ giữa thôi. Tước Minh, từ trước đến giờ thì gần như anh dự đoán được 100% những đường bi mà Nguyễn Anh Tuấn sẽ đánh. Tôi nghĩ là Tước Minh phải là một fan rất là lâu năm của Nguyễn Anh Tuấn, đúng không ạ? Thì cái này thì hơi lan man một chút, khi mà tỷ số đã là 3-0 cho Nguyễn Anh Tuấn. Thì ngày xưa Nguyễn Anh Tuấn có dạy ở một cái câu lạc bộ. Nguyễn Anh Tuấn cũng làm cho chúng ta có tính giải trí hơn rất là nhiều so với những cơ thủ khác, thậm chí là cơ thủ nước ngoài. Cú phá sao rồi? Không công được thì sẽ chịu thua. Vâng, đôi khi tôi cũng muốn hỏi anh Nguyễn Anh Tuấn có muốn nên chuyển sang môn billiard artist không? Hạng 1 thì Nguyễn Anh Tuấn thì chắc cũng phải hạng 1,1, 1,2, đôi khi không đến 1,5 đâu ạ. Vì có một lần tôi cũng nói chuyện với Nguyễn Anh Tuấn về đôi tay của Nguyễn Anh Tuấn, thì Nguyễn Anh Tuấn nói bảo em thú thực đôi tay của em là do khổ luyện mà thành. Nhưng tôi nghĩ cũng là một cách nói khiêm tốn thôi. Chúng ta không thể phủ nhận là Nguyễn Anh Tuấn, nhưng để đi được, đến được cái đỉnh cao này thì không thể chỉ có năng khiếu không. Xuất sắc. Vâng, và quay trở lại với diễn biến của trận đấu này thì chúng ta đã có một cái tình huống nho nhỏ con bi số 5 kia, khi mà bắt buộc là phải ghép với viên bi số 7. Vâng ạ, hơi nhanh, tuy nhiên tôi cảm thấy là Nguyễn Anh Tuấn vào hơi nhanh. Vâng, và đúng là nhanh thật ạ. Có lẽ là Nguyễn Anh Tuấn nên chậm lại một tí đi ạ. Một bi rất khó mà chém bằng tay phải. Anh có nói về năng khiếu thì Tuấn Con, cùng trang lứa của anh thì anh không phải là người có năng khiếu nhất, còn có hai người là Tùng Con và Đùng Con. Vâng, và một lần nữa vận may lại quay lại trở lại với cả anh Tuấn rồi. Thế con này mà còn sai sót nữa thì chắc là chúng ta cũng phải chịu thôi. Tôi còn cảm nhận được cú giật mình của anh Tước ngồi đây. Team của tôi thì rung theo nhịp lắc của bi số 8. Vâng, và tỷ số đã 4-0 rồi. Rồi, đúng sách giáo khoa rồi, lần này đã đè được con bi số 1 vào lỗ giữa. Vâng. Đợt mà đánh một cái giải Winner Take All tại Man Up, câu lạc bộ Man Up. Thì có nghĩa là ngày hôm trước vừa thay nỉ xong và ngày hôm sau thì Nguyễn Anh Tuấn để lại đấy cũng như vậy. Vâng, trong khi Billy Thorpe đang vào bàn thì để cho đỡ hồi hộp, chúng ta sẽ kể thêm một Whirlpool Championship tại Ba Lan lần này. Thì nhà tài trợ Paris đã đầu tư cho Nguyễn Anh Tuấn và Lương Đức Thiện một chiếc bàn Diamond tiêu chuẩn xước như các bạn đang nhìn thấy trên bàn đây. Và anh Tuấn có cười bảo vâng, đấy là do em cào vào đấy. Anh Tước có thấy là tỷ lệ trượt của Billy Thorpe cực cao. Đừng có cậy đỏ làm càn nha. Bởi vì Billy Thorpe thì cũng là một cơ thủ khá là cứng đấy.
để đáp lại cái công các bạn đã thức khuya để thêm một share, một like và tag các người bạn của mình vào. Đều đã cử bình luận viên đến để hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn người bạn đồng hành vào lúc 2 giờ 40 sáng này với tôi là anh Minh Tước. Rồi, đây thì là một hình bi mở. Và rồi, ra đến con bi số 2 này thì chúng ta cũng có thể hy vọng là vẫn có lỗi. Billy Thorpe vẫn còn cơ hội cho Nguyễn Anh Tuấn. Bởi vì thật ra thì những cái tình huống bắn trượt trước ấy thì có lẽ là Billy Thorpe như ghi rồi các bạn thắng được cái ván đâu đó. Đồng em nghĩ là cái ván này thì không có xảy đâu. Vâng, rất có thể. Vâng, một cú chổng bi, một chú chổng cơ, một cú hơi mát xê, rất thể có lỗi đối với mà bàn mới nỉ dày. Đứng im thìn thìn. Tay sau của cơ thủ đang rất chính xác. Điểm chạm của đầu cơ vô cùng chính xác. Vâng, và 2-4. Và tổng số ván thi đấu là 6. Phá thì tôi xin gửi đến các bạn một thông tin, đó là hôm nay là ngày 3 tháng 2. Và cách đây 34 năm thì cơ thủ đang ngồi bên tay phải màn ảnh của chúng ta là đã được ra đời. Đó là... Và mong là món quà sinh thần của anh Tuấn sẽ là một món quà, sẽ là niềm vui chiến thắng. Rất hay. Cao tay sau để chô con bi số 2 này về. Vâng, bắt đầu là muốn bay rồi. Dù là một bi, cú bi không thành công nhưng thực sự là một cú bi rất hay. Vâng ạ, như vậy là quyết định cân bi. Nhưng mà Billy Top bay và Billy Top thua thì chúng ta ok được. Không, tôi không tin là Nguyễn Anh Tuấn sẽ thua trong trận đấu này. Chính xác rồi, và sau một cái khoảng thời gian dài bị cấm thi đấu nữa thì Billy Top hôm nay đây có lẽ mới là giải thứ 2 thì phải, chứ cũng không tham gia vai trò gì cả. Đây rồi, có tình huống không? Nhiều khi chỉ cần thắng được 1-2 ván bi thôi là nó cởi được cái tâm lý ra. Vâng, ý xử lý tâm lý của mình rất là tốt. Đấy là cái mà chúng ta còn đang thiếu. Vâng, một phần nữa cũng phải nói đến là để có một đầu óc minh mẫn. Vâng, chúng ta quay lại trở lại với bàn đấu của Nguyễn Anh Tuấn. Một cú phá khá là may mắn của Billy Thorpe. Rất nhiều những comment của các bạn đang cổ vũ cho Nguyễn Anh Tuấn. Nhưng trước đấy chúng ta phải xem cái cú nhảy bi này của Billy Thorpe như thế nào đã. Vâng ạ, nhảy chính xác quá. Con này thì dễ rồi. Đánh đường tự nhiên là nó tự gãi cái hình 58 kia ra luôn. Quá tốt, đấy là rất cẩn thận, anh không đánh tay phải mà anh chuyển sang đánh lết. Chính xác rồi. Thế cho nên là cái kỹ thuật đánh sử dụng tay giả hay còn gọi là lết thì cũng là một cái kỹ thuật rất là quan trọng. Vâng ạ, cái tay như này là tay muốn công rồi. Tay thế này em nghĩ là công rồi. Ở cái khu vực như chúng ta đang nhìn thấy trên màn ảnh đây. Chui qua. Còn đường không? Xuất sắc. Xin chào anh Quang Thiện. Và tỷ số được nâng lên thành 5-3 cho Nguyễn Anh Tuấn. Ván thi đấu số 9, cú phá bi của Nguyễn Anh Tuấn. Có bi nào rơi vào lỗ không? Bi số 1. Số 1. Vâng, xin chào anh Quang Thiện. Xin chào anh Lâm Man Up.
bởi vì nếu lấy thiếu một chút lực thì nó sẽ bị vướng với con bi số 9 kia. Rồi nhà má này thì không lấy thiếu được rồi. Bạn. Vâng ạ, Billy Top quyết định là đánh thẳng vào chấm 2 luôn cho nó chắc. Vâng, anh Quang Thiện có một bình luận tài quốc gia và người có lâu năm ở trong nghề, tôi tin chắc là anh muốn truyền tải một thông điệp gì đấy. Rất nghiêm túc. Dính. Ui, đối với cầu thủ chuyên nghiệp thì nên hạn chế những rủi ro, họ nên xác định trước về những rủi ro đường bi và lưu còn gì để bàn nữa rồi. Vâng, sẽ là 4-5 với một vài phút giải lao. Thì trong những cái phút giải lao này thì không biết là các bạn có câu hỏi gì không? Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ A+. Trận Thiện với cả Kaplan đánh có vẻ với một tốc độ chậm hơn rất nhiều so với trận đấu. Thực sự các bạn đấy, một cái cơ thủ mà nếu mà các bạn đánh về một liên quan gì ấy đến đường dài chạy đạn các thứ. Xoay. Đó mới là Nguyễn Anh Tuấn của chúng ta. Rất cẩn thận. Vâng, và con nhảy đấy vừa rồi nó một con nhảy dễ đấy ạ. Khoảng cách của con bì cản. Điều để đánh con 5 đưa vào lỗ xa. Đúng rồi. Rất là thông minh đấy ạ. Ôi. Có vẻ là ngoài ý muốn của Billy Top rồi anh em ạ. Thì vô địch của giải đấu này được tiền thưởng là 60.000 đô. Hơi mạnh một chút. Nhưng mà mong là cơ thủ nước nhà sẽ làm được. Vâng. Ủa. Quá hay. Độ chính xác là 100% rồi. Nhìn Nguyễn Anh Tuấn đánh làm tôi và chúng ta vẫn nói đùa với nhau là ông cứ cố tình thế để trở thành huyền thoại. Vâng, và xong rồi thì những cái bài phỏng vấn thì ông ấy lúc nào cũng bảo là tôi gặp may mắn. Vâng. Reyes là như thế nào? Chín mươi chín phẩy chín chín phần trăm rồi. Và bây giờ thì nó thành 100%. Rất là nhiệt tình của đất nước Ba Lan, cụ thể là bộ thể thao và du lịch. Họ muốn thông qua BIA để thúc đẩy phát triển du lịch đến với đất nước Ba Lan. Vâng, tất nhiên là đánh trượt thôi. Vâng, và nói đến cái đất nước Ba Lan thì thực sự là cái... Lỗi rồi. Poland là phần là Ba Lan. Poland là Ba Lan. À, đúng rồi, thế thì có đúng một người thôi. Đấy là Mieszko Fortuski. Vâng, Fortuski. Sự phát triển rất là nhanh trong cái thời gian vừa rồi. Mà phát triển cái chất lượng nó còn rất là tốt nữa. Vâng, chất lượng rất đồng đều. Như là tâm lý của họ luôn luôn, đường bi của họ luôn luôn lạnh như băng. Ô, trượt rồi. Đó. Vâng, nhưng lại có may mắn thôi. Lại có may mắn rồi. Tức là giải vô địch thế giới sẽ đánh luật là 3 đuôi rời, đúng không ạ? Trượt rồi. Vâng. Bóng. Đấy ạ, thế các bạn mới hiểu là đối với Billy Top thì cái sự trở lại nó đang khó khăn như thế nào. Trên cái đỉnh vinh quang vô địch thế giới này nó đã là khó khăn rồi. Vâng, và tỷ số là 7-4 cho Nguyễn Anh Tuấn. Chỉ còn 2 ván nữa thôi. Nguyễn... Rất đẹp để nhìn con bi số 7 và điều ra con bi số 8. Nào, cái có nhìn thấy hay không? Sau thời gian dài anh không đi thiếu quốc tế nên đã bị quên mất một số điều cơ bản. Nhưng cũng rất may là tôi nói thật, chỉ cần là 7-6 thôi là cũng khác lắm rồi. Vâng ạ, và tôi cũng đã bấm tua lại. Không thể tin được. Và không nhìn thấy lỗ. Có thể nhưng bi nhiều phê quá có thể ốc là lỗ 10. Đó. Vâng, Billy Thor có cú đục vô cùng chính xác.
Vâng, lần trước ở giải A Plus Cup of Pool thì Nguyễn Anh Tuấn có một cái lỗi thì anh lại đánh bi mục tiêu khác. Vâng, có nghĩa là cái con bi số 4 đấy thì nó đang xoay trên bàn. Thì đánh luôn con bi số 2. Trọng tài bảo lỗi. Vâng, và 5-7. À, đi Mỹ, còn Tạ Văn Linh thì vẫn đang trong quá trình xin visa nên chúng ta cũng chưa thể khẳng định được là có bao nhiêu vận động viên chúng ta sẽ được tham gia. Nguyễn Anh Tuấn chúng ta có thể làm được trong cái hình bi này. Hình bi rất mở rồi. Vâng. Cơ hội rất lớn để nâng tỷ số lên thành 8-5. Nguyễn Anh Tuấn có vẻ hơi cay những quả đục của Billy Talk. Nên khi vừa nãy Nguyễn Anh Tuấn đã triển khai một cú đục nhẹ vô cùng kỹ thuật. Việc đi thi đấu tạo ra những kinh nghiệm và đấy là những cái giá trị rất lớn đóng góp cho cái con đường tiến tới mục tiêu của các vận động viên của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy xa tí nào, thậm chí rất gần. Nếu chúng ta không có kinh nghiệm và không thì tôi nghĩ là cũng sẽ dễ bị ảnh hưởng. Vâng, chỉ còn 3 bi nữa thôi. 3 2 đánh rất kỹ thuật không? Vâng ạ, một cú đôn. Vâng, một cú đôn nhưng mà cu lê tiến bi rất ngắn. Au. Hỏng rồi, có vẻ thế. Vâng ạ, những cái lỗ mà anh em hay bảo là bàn này bàn kia lắc liếc các thứ gì đấy. Nó... vâng, lỗ bé cộng thêm băng. Vâng, rất may mắn đã lần thứ 2 rồi. Bi chủ đập vào mép của lỗ 10 và bật ra chứ không rơi vào lỗ. Chúng ta khắc phục. Rất tốt, Nguyễn Anh Tuấn. Đây là bi mà tôi nghĩ đây là một viên. Và nếu Nguyễn Anh Tuấn đi... vâng ạ, có thể là vào hơi nhanh nhưng mà nhìn cái nhịp này là ổn này. Vâng, nhịp này ổn, nhịp chủ động này ổn. Và nếu Nguyễn Anh Tuấn đi hết bàn vào này thì tôi nghĩ là tâm lý... Tuấn đánh một bi rất khó trong một cái thời khắc mà tôi nghĩ là thời khắc cực kỳ căng thẳng đối với anh Tuấn. Dù là đây, ở đây các bạn có thể thấy là Nguyễn Anh Tuấn đánh tương đối là nhanh nhưng mà nhìn cái nhịp trông nó ổn. Thế là các bạn hiểu được rằng là Nguyễn Anh Tuấn đang ở trong một cái trạng thái nó rất là ổn. Xác định lực để đánh mở màn con 7 đến con 8 cũng rất là đẹp. Vâng, lực tốt lắm rồi. Không thẳng thì sẽ là hay hơn. Vâng, bây giờ là thì lại phải đánh con bi 9 vào lỗ góc bên kia rồi. Vẫn hơi vách đấy. Vâng, không sao. Vâng, và 8-6. Quan trọng nhất của ván đoán đấu này. Rồi, một có hình. Nào, ui dồi ôi. Vâng, suýt chút nữa thì con bi số 7 vâng, nó chạy đến. Vâng. Nhưng chúng ta biết thì anh Quang Thiện chính là người đại diện của hãng Min Table. Anh Quang Thiện cũng chính là một trong những người vận động. Rồi con này chắc là xòe một băng ra và chấp nhận là ăn bi số 4 vào lỗ góc xa phía bên tay phải mà này của các bạn thôi. Vâng. Lỗi rồi, lỗi má rồi. Máu của bi. Đúng rồi, và cái nữa nó là áp lực thi đấu. Lúc nào nó cũng khác một tí. Trượt rồi, trượt rất xa. Ô, không thể tin tưởng được. Anh Đức nhỉ? Vâng, để truyền một cái áp phê khác vào con mục tiêu. Để truyền một cái áp phê thuận, một áp phê ngược lại. Vì hai bi chạm nhau nó sẽ nguyên tắc bánh răng mà. Bi này... ô. Điều gì đang xảy ra vậy? Cái... rất khó có sai sót nữa. Thế bi quá mở rồi. Vâng, lấy... cảm sẽ an toàn hơn. Không, tôi nghĩ là Nguyễn Anh Tuấn chắc là chậm lại một chút để chờ đợi người đồng đội của mình thôi. Vâng, không hề có lỗi lầm gì. Đây một cú phá thậm chí còn ăn tận 2 bi. Còn 3 đi đâu? Đứng lại! Vâng, không phải làm gì cả. Con này em đang nghĩ là nên đẩy lên và ăn lỗ 4 cùng lỗ góc với 3.
Vâng, hay. Đấy. Quá nhiều thứ và đấy mới chính là thế bi mà Nguyễn Anh Tuấn thích. Nếu đánh dễ thì chưa chắc đã đánh được như vậy. Vâng ạ, còn mấy con bi ở trên bàn thôi. Vâng, hãy cẩn thận một chút khi mà lấy má ra con bi số 6 bởi vì con bi số 7. Nguyễn Anh Tuấn ơi, không còn đường vào lỗ góc gần con bi 8 kia đâu. Vâng. Rồi, 6. Vào đâu? Đừng có côn băng là được. Quá đẹp. Quá đẹp. Lực bắc. Tôi nghĩ là không còn cơ hội nào cho Billy nữa rồi. Billy thỏ đã đi rồi. 8. Ở Việt Nam ở góc phải không? Vâng. Và xin chúc mừng Nguyễn Anh Tuấn, người thứ 2 của đội tuyển Việt Nam đã ghi tên mình ở vòng loại trực tiếp 64 người.